Sana có vẻ như đã có lỗi tấn công hàng sau rồi. Chính xác là như vậy. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Tốt và cơ hội tấn công dành cho Ninh Bình LP Bank. Cú đánh vừa rồi là của Lê Thúy. Ngay sau đó thì các cô gái xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã tổ chức một pha tấn công hàng sau. Lần này thì cú kết thúc của Sana Anakulova đã hợp lệ. Một pha tấn công tốt của chủ công áo số 2 giúp cho Bích Tuyền. Cú đập bóng đầu tiên của đội trưởng bên phía Ninh Bình LP Bank hàng sau. Pha tấn công vẫn chưa có điểm của Sana, nhưng trọng tài xác định các cô gái Thanh Hóa cũng đã có điểm đầu tiên sau tình huống mắc lỗi hai chạm của Ninh Bình LP Bank. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Sana đang giữ hiệu suất ghi điểm rất. Sana, đó cũng là một pha tấn công tốt ở vị trí số 4 của Sana Anakulova. So với Darin thì ở vòng 2, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vô địch SEA Games 32 tại Campuchia. Thanh Hóa giành lại quyền phát bóng với pha tấn công ở vị trí số 4 của Sana. Bị mòn đi những kỹ năng đánh nhanh của mình. Kỹ năng xử lý ở khu vực giữa lưới. Tuy nhiên, khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì phụ công Nguyễn Thị Trinh, bóng sượt mép lưới khiến cho pha phán đoán của Hoàng Thị Thảo đã không chính xác. Tiếp tục là cầu phát bóng của Bích Tuyền. Sana, pha xử lý tốt của chủ công người Kazakhstan. Sana Anakulova là vận động viên sinh ngày 21 tháng 7 năm 1989, với chiều cao 1m88, bật đá nhiều vị trí của đội bóng này đều có thể ghi điểm. Hoàng Thị Thảo với nỗ lực đánh bóng bạt chắn chưa có điểm cho Thanh Hóa. Đinh Thúy bỏ nhỏ. Tình huống cứu bóng thành công. Sana vừa bị trượt chân. Rất đáng tiếc. Tình huống vào đà để thực hiện cú đánh từ hàng sau của Sana Anakulova. Nhưng mặt sân quá trơn khiến cho cô gái này đã có một cú ngã khiến cho nhiều cổ động viên của Thanh Hóa phải cảm thấy lo lắng với những hình ảnh này. Sana Anakulova là chỗ dựa thực sự lớn đối với Thanh Hóa. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cổ chân trái của Sana không biết có gặp vấn đề gì không. Nếu như cô gái này bị chấn thương thì đó thực sự là một điều đáng tiếc. Một trong những ngoại binh cũng cho thấy sự hòa nhập rất nhanh và có nhiều đóng góp ở sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta mùa giải năm nay. Nói không quá nhưng Sana thực sự là đóng góp phải tới 60-70% cho thành công với tấm vé trụ hạng của Thanh Hóa sau khi họ không có được bất cứ trận thắng nào ở vòng 1 của giải vô địch quốc gia.